Hello bà con, hiện tại thì mình đang gặp một con boss các bạn ơi. Nên tiện thể mình quay video các bạn luôn. Ôi trời, tôi đang nói chuyện mà. Ui con này cái tiếng nó to quá, từ từ các bạn ơi. Giảm một tí âm lượng xuống để chúng ta đỡ phải bị ồn quá nhé. Bây giờ mình sẽ cần bay ở chỗ khác. Đang đánh nhau với nó các bạn ơi. Mình đang đi khám phá cái gọi là cát ải đây thì gặp nó. Nói chung thì cũng hay đấy. Lấy mấy cái trái tim này ra để chúng ta ăn nhiều nhiều chút xíu rồi đánh nhau cho nó đã ha. Ok, mình còn khoảng 5 phút để mà đánh nhau con này được. Chúng ta sẽ phục thù nó. Theo như mình nhớ là cái ải đầu tiên chúng ta gặp là nó luôn thì phải. Cho nên là bây giờ phục thù nhá. Anh bạn ơi. Ây da, không tiếp cận được nó các bạn à. Ây da. Cồng kềnh với Red. Nhanh nào, không nó hò máu đấy. À đúng rồi, dụ nó xuống đây được thì quá tốt. Bây giờ thì mình vô lơ với nó luôn, không có sợ nữa. Ok, bạn như nào? Như nào thì mình như đó, như nào. Cứ vô lơ với nó luôn các bạn ơi. Còn 50% máu thôi. Tấn công dồn dập nào. Get go. Mình đang tin nó khỏe đấy. Dùng thêm kỹ năng tăng nữa thì nó đánh mình sẽ không lo bị thốn luôn. Ok, 7 máu và bưng. Ok, nó lắc một cái luôn á. Nó có rơi ra đồ chưa nhờ? Ô, hình như rơi rồi đúng không? Ừ đúng rồi, lượm tiền. Bây giờ thì 10 giây nữa là về tới nhà rồi. Tranh thủ các bạn ơi. Bây giờ tôi mới có thời gian để chào hỏi nè. Và hello chào các bạn đến với tập 11 của Minecraft Thợ Săn Kho Báu. Thì trong thời gian offline thì mình đã dùng hai cái viên đá kho báu để mà tự đi tìm các bạn ơi. Cho nó đỡ tốn thời gian của chúng ta đi khám phá rồi ấy. Đó, cho nên mình đã tự đi khám phá luôn. Và được hai ải. Và chúng ta sẽ có được hai cái đường kho báu, một cái đường ở ba lô này và một cái đường ở ba lô này. Mình đã tổng kết lại hết tất cả đồ rồi. Lần trước mình đi thì toàn được khá là nhiều đồ xịn các bạn ơi. 17 cái bánh quy này, một cái này này, mình sẽ tổng kết những thứ xịn nhá. Hai cái rìu netherite này, rất nhiều đồ lâu. Ngoài ra mình được rất nhiều những bánh này dùng để trao đổi các bạn ơi. Mình sẽ để dành nhá, chúng ta sẽ tiết kiệm. Và mục tiêu của mình sẽ có thật nhiều cái này, tầm 72 cái là đủ nha. Ờ được có lát chứ. Ngoài ra thì mình còn được thêm 34 cái này, 23 cái này. Ui, tính ra cái đợt trước ấy, mình đi được nhiều đồ xịn thiệt. 3 quyển sách, Protection 4 nữa này, có thể ghép được cho cái mũ rồng của mình luôn. Ngon lành nha. Mấy cái burger body này dùng để chế tạo cái bánh hamburger. Ngon, được. Cái này thì mình sẽ tổng kết xuống. Skill is seen để chế tạo cái skill shot. Skill shot chế tạo những cái mảnh này. Ui hình như mấy cái mảnh này nó xịn lắm này. Wow. Và ngoài ra thì mình được thêm một cái nut chest khác nữa rồi. Có nghĩa là bây giờ mình đã đủ nguyên liệu để mà chế tạo cái cây súng này rồi nè các bạn ơi. Chắc là trong tập hôm nay thì mình cũng sẽ chế tạo thử luôn ha. Ok. Nói chung là được khá là nhiều thứ hay ho ấy. Mấy hộp quà này mình cũng không để ý luôn. Cái này hình như dùng để chế tạo 500 đúng không? Cho nên nó cũng tương đối bình thường, mình cũng không quan tâm. Được mọc lại khá là lạ này. Cái này dùng chế tạo những cái pho này, tương đối quý hiếm đấy. Lấy hai cái này ra để mà chuẩn bị sử dụng. Ngoài ra mấy cái chim này cũng để chế tạo đồ xịn luôn. Ok, tóm cái váy lại thì tương đó là được ở cái đường đầu tiên. Ngoài ra cái ải thứ hai thì mình được hơi ít đồ các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta được khoảng 26 cái này, tổng cộng là 50. Mình có sẵn 21 hả? Ờ đúng rồi, là 71. Trời, tôi cần 72 mà nó có 71. Su kè na thiệt, nhưng mà tao không sao các bạn ơi. Dù gì trước sau thì mình cũng có thôi. 4 quả trứng này, một cái rương này này. Tổng kết những thứ mà chúng ta có thôi ha. 19 cái miếng này này. Ngoài ra thì được những cái này khá là quen thuộc rồi. Ok. Nói chung thì được cái mảnh chìa khóa đó này cũng được các bạn ơi. Đúng rồi, tôi cũng cần for netherite. Trong tập hôm nay chắc là mình sẽ nâng cái kiếm của mình lên thành netherite hay cái gì luôn đi. Xài cho nó ra gì vừa này nọ chứ. Chúng ta có 5 này. Rồi, tương đó là được. Bây giờ thì mình sẽ dùng những cái bánh quy nhá. À quên, chúng ta có 28 cái bánh quy. Ui, ăn cái này mình lên được level 15 không ta? À không đâu, mình nghĩ chắc chúng ta sẽ lên khoảng level 13 đấy. Ờ đúng rồi, tầm 13 đấy. Hy vọng là đủ nha, được quá trời là kỹ năng luôn. Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục nâng cho mình thêm nhiều máu hơn các bạn ơi. 13 nói không ta? Cố lên. 13 luôn, lụm tiền. Ngon. Bây giờ thì mình sẽ nâng thêm máu nha. Chúng mình đang rất muốn nâng máu ấy. Rồi, chúng ta được thêm 3 tim nữa. Và mình còn 6 điểm kỹ năng. Mình sẽ từ từ gọi là nghiên cứu xong ha. Ở đây là Mega Jump, mình nghĩ không cần cái này đâu. Chúng ta có thể bay được rồi, cho nên mình sẽ không nâng cái này nữa. Cái Dash này cũng không cần thiết luôn. Ghostwalk. Rồi mấy cái này thì cũng không cần cho lắm. Chúng ta sẽ nâng ở bên khu vực bên đây. Kinh nghiệm cộng vô sẽ được nhiều hơn. Ờ, mình nghĩ mình sẽ nâng cho nó 2 điểm đi, để nó cộng cho mình 100% kinh nghiệm.
Ngoài ra thì đây là những cái kỹ năng khác. Rồi, để dành 4 điểm còn lại nhé. Bây giờ tiếp tục mình sẽ unbox mấy cái này. 53 cái này thì chúng ta sẽ được cái gì đây? Ủa? Ủa tính ra cái này nó hơi gọi là bình thường á. Trời ơi, 53 cái mà nó không có cái gì luôn các bạn à. Dã man thật. Và 30 cái mystery box này để xem coi chúng ta sẽ được những cái đầu xịn nào đây. Hy vọng những đầu xịn sò chút xíu nha. Chắc là nó nhặt ở trong đây hết rồi. Và những cái đồ xịn sò nó là gì đây? Nhặt vô hết thì tôi mới thấy là nó cũng không có gì xịn cho lắm. Có quyển sách. Nó không có vũ khí gì luôn. Đúng buồn luôn á. Nhưng mà thôi, như thế này cũng được rồi. Những chai kinh nghiệm thì mình được khoảng 53. Ở bên đây thì được rất nhiều luôn. Rồi chút xíu mình sẽ sử dụng sau. 4 quả trứng này thì chúng ta sẽ cất nó vô trong đây luôn. Ok, mình nghĩ là tắt 500 đi được rồi đấy. Ngoài ra thì hai thứ mà mình mong đợi nhất chính là hai thứ này. Bây giờ thì chuẩn bị unbox nha. Thì đây là cái đường đầu tiên của mình, là tiêu diệt cái con zombie các bạn ơi. Còn cái đường này mới là cái đường tiêu diệt cái tên gì quên rồi nhỉ, Golem lúc nãy. Bây giờ sắp xếp lại cái. Mình được những cái phân xôi chim. Cái này thì cũng bình thường thôi. 4 cái này nữa có thể được nhiều phôi hơn nữa này. Ngoài ra được thêm chai kinh nghiệm này. Ủa trời, quên để ý nữa. Một cái mũ này ra rất xịn. Protection box. Ôi, hình như nó có full dòng phù phép cho mũ thôi sao ấy. Ủa, không biết nó có bằng giáp không nhỉ? Cái này là 3 giáp. Ủa, cái này tới 5 giáp lận. Vậy thì mình vẫn nên dùng mũ rồng hơn. Nhưng mà thôi, trong tập hôm nay chúng ta sẽ ngoài lệ dùng cái mũ này đi. Tại vì theo mình thấy nó cũng tương đối là xịn sò đấy. Ok. Ở ngoài ra được một cái đĩa nhạc cũng tương đối bình thường. Một cái bánh quy nữa. Ăn tạm đi. Để xem coi nó có cho mình những cái mảnh kia không. À, 5 cái này nữa thì mình đủ này. Đúng không? Mình đã đủ 72 cái rồi. Dùng để chế tạo một cái điểm kiến thức. Và chúng ta sẽ dùng Wayzone trong tập hôm nay luôn. Lượm tiền. Ngon ngon ngon. Tôi thấy thích rồi đấy. Còn bây giờ mình sẽ mở thử cái này. Được một cái ngọn gió hả? Air element, nguyên liệu không khí các bạn ơi. Theo như mình đọc sơ qua thì chúng ta sẽ ghép cái này với lại 4 mảnh nguyên liệu gọi là của thế giới hay cái gì ấy thì sẽ được một cái gì đó. Ok, mình nghĩ cái này là một vật khá là hiếm đấy. Chúng ta sẽ cất nó đi. Bây giờ tổng kết lại xem chúng ta được bao nhiêu Fornera đây. Mình cũng đang muốn dùng mấy cái Fornera này ghê. 3 12. Vậy là mình sẽ được khoảng 3 Fornera đúng không? Đúng rồi. Ngon. 3 Fornera thì mình sẽ nâng cấp một cái cho cây kiếm luôn đi. Kiếm rồng nâng lên ra thì nó cũng mạnh ngang kiếm rồng ấy. Không biết mình nên nâng cho kiếm. Thôi kệ đi. Chúng ta dùng cây kiếm Nera đi cho nó xịn nhá. Tiện thể thì mình sẽ sửa chữa một vài thứ cho bộ giáp của mình, cũng như là cho mình thêm kinh nghiệm luôn. Chút xíu mình sẽ tính cái này sau. Chúng ta sẽ chế tạo luôn. Lấy hai cái sắt ra, lấy một cái gỗ ra, và mình sẽ làm một cái bàn rèn để mà rèn luôn các bạn ơi. Đỡ phải. Ôi chết rồi. Xin lỗi. Xin lỗi với cái sự núp này. Ở đâu ra cái công thức từ lô vô của tôi vậy? Đây, một cái bàn rèn. Một cái bàn chế tạo nữa thì có cái đây luôn đi. Bàn rèn chúng ta sẽ nằm ở vị trí này. Và mình nâng luôn đi nhờ. Trước tiên nâng thì mình sẽ sửa nó bằng hai viên kim cương. Để chúng ta có thể cho nó độ bền thật là xịn nhá. Mình sẽ đem xuống dưới. Đó, chế độ bền bây giờ còn có một nửa à. Dùng thế này thì không có được xịn sò cho lắm. Chúng ta có cái đe ở đây và sửa chữa luôn. Bây giờ thì nâng cấp lên thôi. Và kiếm Netherite 11 sát thương. Như vậy thì bây giờ mình nghĩ là sẽ pro hơn đấy. Ngoài ra thì mình có một cái cây rìu Netherite rồi. Chúng ta có nên dùng cái rìu nữa không? Nhưng mà nó có enchant đấy, chắc là mình dùng được. Ở đây thì... Ui, cái gì vậy? Quân đội zombie đâu ra vậy? Buổi tối tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy khứa zombie cũng rảnh ghê á. Trời ơi, nó đập cửa nhà tôi trên kia y đùng kìa. Cái tụi này. Không đánh là không nể hả? Cửa nhà người ta muốn đập là đập à. Quá đen thật sự. Từ từ người ta xuống mở cửa cho. Mấy khứa này thiệt tình. Bây giờ thì nâng luôn hai cái cúp này. Đầu tiên sửa chữa một cây cái đã. Sửa chữa cây này nó có dòng mending không? Không. Vậy thì mình sẽ sửa chữa nó bằng đe. Và nâng hai cái này lên thành Netherite, nên rủng hết đi. Xài cho nó sang chảnh các bạn ơi. Như vậy là bây giờ mình đã có các dụng cụ Netherite rồi. Mình đang dự định chế tạo cái này. Nhưng mà chúng ta mình đã nhận định sai. Cục kim cương ở giữa chính là kim cương của thế giới kho báu các bạn ơi.
cho nên là mình vẫn chưa đủ. Hơi tức nhờ, nhưng mà thôi cứ chế tạo sẵn mấy mảnh đi, có nghĩa là mình sẽ cần đi vào thế giới kho báu một lần nữa thì mới đủ các bạn à. Đúng là cuộc sống mà này già thật là quá đáng. Rồi thôi không sao đâu, chúng ta có khoảng 8 mảnh này rồi, bây giờ cứ để dành từ từ thôi. Mình còn thiếu khoảng bao nhiêu viên kim cương trong kho báu nữa là đủ ta? Mình có bao nhiêu nhờ, tôi cất ở đâu rồi ta? Mình nhớ là mình có khoảng 5 viên kim cương kho báu rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cần khoảng thêm 5 viên nữa. Những khối kim cương này thì không thể dùng được. Đây 5 viên các bạn à, hơi ít. Hơi bị buồn đấy. Tuy nhiên thì thôi, cái này cũng được rồi. Ngoài ra thì mình dự định chế tạo thêm những cái cây súng này nè. Nhưng mà 3 Fornera thì tôi vừa sử dụng hết rồi, cho nên thôi tạm thời thì không dùng tới cái này đâu. Có thể mình đi xuống Nether mình farm cũng được đó các bạn. Sử dụng xong đống kinh nghiệm này thì mình có được trên 40 level. Chắc là mình sẽ enchant nốt cho cái mũ rồng đi. Mặc dù cái mũ này khá là xịn nhưng nó vẫn thua mũ rồng 2 giáp. Chắc là chúng ta nên dùng mũ rồng kia hơn ha. Bây giờ thì lấy là mũ rồng, trang trí lại cái mũ này ở đây đi. Bây giờ có nhiều kinh nghiệm thế này thì không lo bị thiếu đâu các bạn ơi. Cất cái này ở đây, bình máu cũng không cần tới nữa rồi. Bây giờ thì đi phù phép cho khứa mũ rồng này thôi. Hy vọng là sẽ được những dòng phù phép xịn nhá. Chúng ta sẽ ghép thêm dòng sửa chữa nó lượm tiền luôn. Ok, ở đây thì mình sẽ ghép cho nó Protection 3. Mình thì mình có quyển sách Protection 4 rồi, cho nên là mình sẽ tìm cái dòng chậm hỏng hay cái dòng Reparation gì đi cho nó xịn. Unbreaking hả? Nó chỉ có một dòng Unbreaking thôi, tôi không lấy luôn. Có nhiều kinh nghiệm mà, ngại gì không chế tạo chứ. Có thêm không? Blood Protection, no. Có vẻ là hơi toan rồi đấy. Fire Protection thì không phải thứ mình cần nè. Qua Affinity, một cái dòng của tôi đó xịn á. Protection 3 hả? Không sao, reset tiếp. Mình vẫn còn 3-4 kinh nghiệm lận các bạn ơi. Không lo nha. Fire Protection cũng không luôn. Chúng ta phải có một cái trang bị thật xịn chứ đúng không? Đây, họ lấy tạm Protection 4 này luôn đi. Rốt cuộc thì nó vẫn quay về Protection 4 thôi. Ở đây có cái dòng nào thêm cho nó được không? Ok đi, không cần ghép cái quyển sách, quyển sủng gì nữa đấy. Chúng ta cho nó thêm một cái dòng có còn zombie kìa. Thêm một cái dòng sửa chữa nữa nha các bạn. Nhóc này, nhóc mới nhú này. Ui sao con này trâu thế? Hơi bị trâu bò đấy. Không sao, lên đây mình sẽ lấy thêm một dòng mending. Có biết là tôi còn dòng mending nào ở đây hay không? Có vẻ như là mình đã hết rồi. Không sao, mình sẽ lấy một quyển sách. Và chúng ta sẽ lấy thêm emerald để chúng ta đi trao đổi. Chỉ còn khoảng 18 viên thôi, mình có được một quyển rồi. Không biết là tôi có cất đâu đây không nữa. Dạo này trí nhớ của mình ấy lẩm cẩm quá các bạn ơi. Đây, và ghép luôn cho cái mũ rồng. Như vậy là mình đã có một mũ rồng xịn rồi. Bây giờ nhìn mình ngầu ghê chưa? Mặc dù nó che luôn cái con mắt của tôi. Bây giờ mình có tới 26 giáp lận tha hồ sử dụng. Và trong tập hôm nay, bây giờ thì vì muốn chế tạo cái cây súng các bạn ơi, cho nên là mình nghĩ phải cần có một chuyến vô Nether để chúng ta đi săn Netherite các bạn ơi. Bay một mạch thôi là mình tới được cái chỗ này rồi. Và đây là một chỗ khá là tiềm năng để chúng ta có thể săn được cái gì quên rồi. Từ từ để mình lấy đuốc cái đó. Những cái Netherite các bạn ơi. Ở nhà mình hình như là vẫn còn Netherite thì phải. Vẫn còn một ít. Vẫn còn một thì phải. Một hai gì đó. Và ở đây thì trong mấy cái rương của tôi thì có vẻ nó không còn mảnh nào nữa rồi. Chúng ta bắt buộc phải tìm ba cái phôi. Và bay bây giờ sẽ bay thẳng ở trong đây để mà đi săn đón những cái rương xịn các bạn ơi. Không biết phải săn vào đường nào ở đây. Khó đi di chuyển thật sự. Cố gắng đi tìm thôi. Hy vọng là sẽ không có bị phát hiện quá sớm nha. Tụi này dồn lại tấn công mình thì cũng dễ hẹo lắm. Để mình lấy cái vật tổ trường sinh ra cho nó ăn con nhà bà tàng. Đây, đó. Hình như đây nó chỉ là một khu vực nhỏ nhỏ các bạn ơi, cho nên là mình không tìm được nhiều đồ ngon lành cho lắm. Tổng kết lại thì lần trước có một tòa tháp có con gas ở đó. Bây giờ có cánh rồi, mình có thể tới đó trả thù được ấy. Ok, từ từ tính sau. Khám phá xong cái này trước cái đã. Ôi ơi, đừng cho em đụng lava giùm cái. cũng rén lắm chứ đùa. Tìm mãi không có đường đi xuống các bạn ơi. Tôi gần bỏ cuộc rồi đó. Đúng rồi, trên cái tầng cao nhất có đường không? Có thể là có đấy. Nhưng mà không thấy cái đường nữa các bạn ơi. Bây giờ mình thử bay vô trong phía hang trong đây và đi đào một tí thử xem coi. Hơi xuống một cái là mình không tìm được các bạn ơi. Không tìm được cái chỗ rương gì hết trơn. Nên thôi bay qua đây lốt tí xíu đi. Và chút xíu mình sẽ đi mai nhá. Là xong ấy mà.
Nói chung mục tiêu tập hôm nay thì cũng đơn giản thôi. Chỗ này thì thôi, mình lại mình lốt thẳng đổ con gas tiện hơn á. Ok. Đồ ở đây thì nó cũng tầm trung thôi các bạn ơi. Ôi mình có thể bị cháy nha. À không xóa được cái dòng cháy các bạn ơi. Ví dụ những cái rương cao nhất thì sao? Ok. Bây giờ nhìn mình nè. Efficiency 3, kim cương. Có thêm cà rốt vàng nhưng mà rương ở đây thì quá bình thường. Mình sẽ không phá lòng spawn nha. Theo này mình sẽ cần farm cái tụi gas ấy. Cho nên cứ để tụi nó sống sót đi. Bay thêm một tí nữa xem sao. Ở đây thì mình còn bắt gặp thêm một cái tòa này nữa. Đang đi mai luôn á. Thì tự nhiên gặp. Cho nên thì thôi tranh thủ tìm rương nhờ. Biết ra được có thêm một vài mảnh này ra cho tôi sao. Ui, cái tụi hung hăng này rất là kinh dị các bạn ơi. Đừng đùa tử thần nha. Nó tấn công mình là mệt người đó. Nhưng không sao, mình xử lý nó được. Để coi coi nó chém mình một phát có đau không. Thử nha. Không đau các bạn à. Một phát của nó không có thốn mình cho lắm. Tại vì mình đang có giáp rồng ấy. Và cánh rồng nữa. Bây giờ mình rất là bá đạo trong từng hạt gạo á. Cho nên là thoải mái YOLO tụi nó luôn. Nhưng mà có điều cây kiếm của mình thì hơi yếu các bạn ơi. Cảm nhận thì nó thực sự khá là yếu ấy. Nhưng không sao. Đó, yếu máu thì có cái ba lô nó ăn tự động giúp mình rồi. À, ở đây thì có rương sắt. Looting 3. Looting 3 được nha. Cúc kim cương có dòng gia tài 1. Vàng. Nói chung thì cũng được đó. Nói chung thì cũng sang á. Nhưng mà không có thứ mình cần các bạn ơi. A few minutes later. Mới vừa ven mai một phát đầu tiên thôi đã lụm tiền rồi các bạn ơi. Để xem có chúng ta được khoảng bao nhiêu đây. Wow, cái chỗ này chỗ chắc là mình lỡ ven mai lên tới trên kia luôn rồi. Và chúng ta được khoảng 2 rồi. Mình cần khoảng như nhà 12 là đủ đúng không? 11 thôi là đủ rồi. Ok, như vậy thì có vẻ là mọi thứ cũng suôn sẻ đấy chứ. Tiếp tục ven mai nhá. À, ở đây thì bỏ qua những cái này đi. Có điều ấy, nó sẽ rất là tốn đồ bền các bạn ơi. Cho nên mình sẽ cần đi ven mai một cách tương đối là tỉ mỉ và cẩn thận. Nếu không muốn là nó sẽ nát cái cây cúp của mình thật sớm ấy. Và gần đủ đó các bạn ơi. Nãy giờ thì mình chế tạo thêm 3 cái cúp kim cương để mà có thể ven mai cho nó đỡ tốn mấy cái này. Ở đây chúng ta được 10 rồi, một viên nữa thôi. Một viên nữa thôi là lượm tiền nha. Ok, ok bạn nha. Có không? Xuất hiện giùm tôi một cái đi. Tôi đang khá là mệt mỏi rồi. May mà có cái ba lô nó ăn giùm mấy không là mình sẽ rất là tốn công, tốn sức các bạn ơi. Cho nó rớt ra ngoài hết được không? Nhiều thật sự. Ở đây chắc là mình sẽ cần chế tạo thêm một cái ba lô, một cái cây cúp kim cương nó là đủ nha. Cuối cùng thì con đã có em cuối cùng rồi. Và bây giờ tôi chuẩn bị go em đó thôi. Nhặt luôn, hy sinh luôn các bạn ơi. Hy sinh vì sự cháy bỏng này. Và đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ định đào thẳng một mạch lên trên kia. Mà thấy cái hồ lava ở đây thì ghê quá các bạn ơi. Phải tìm mấy cái chỗ khác thôi. Bây giờ chắc là mình sẽ đi thẳng một mạch về tới nhà. Và chế tạo cái cây súng nó thử luôn nhé. Sau bao năm tháng thì cái chuỗi thức ăn tự động của mình nó cũng đã gần sạch rồi các bạn ơi. Tới đó chúng ta phải cần cung cấp cho nó rồi. Mình sẽ dừng ở đây một cái đi. Để xem coi các rương khác của mình còn thức ăn nào không. Đây còn 7 ổn mì nè. À, tóm cái vai lại thì chúng ta sẽ cần đi săn thêm nhiều nhiều quá nhờ. Thức ăn mà cạn kiệt thì cũng mệt đó. Ở đây 53 ổ cơ đấy. Vậy thì thôi, có thể sử dụng được nhiều rồi nữa rồi đấy. Bây giờ tôi cứ ban về cánh cổng thôi. Tới nhà rồi. Ôi công nhận là có đôi cánh này nó tiện thật sự các bạn ơi. Nó giúp mình như là một phát lên tới mây luôn á. Nhưng thôi, bây giờ chúng ta sẽ chui vô trong khu vực cánh cổng của chúng ta. Đó, rất nhanh gọn lẹ. Và bây giờ tụi mình sẽ nung nấu và chế tạo luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi lên tầng 2. Đóng cái này lại cái đã. Tầng 2 của chúng ta. Ở trên đây thì mình sẽ có theo như tôi nhớ sẽ còn một phôi nữa. May quá, ôi lộn, còn một mảnh nữa. Và nung hết các mảnh này lên luôn các bạn ơi. Hai cái này chúng ta sẽ cần thêm ít than. Than. Ok, như thế này. Boom và boom. Như vậy là mình đã giải quyết xong phần này. Bây giờ thì mình sẽ xem trước công thức của nó đi. Cái mảnh này có rồi, sắt có rồi. Mình chỉ cần chế tạo cục ở giữa thôi. Nó sẽ cần hai cái Larima, hai kim cương, 4 redstone và 4 cái này. Ô tính ra đơn giản dữ ta. Đây có đủ 4 cái này luôn. Hai kim cương. À, hai kim cương cái gì nữa nhờ tôi xích nữa tôi quên này. Riết được hậu đậu thật. Ok, hai Larima và 4 redstone thôi là lượm tiền nha. À, redstone ơi. Ôi thôi xong rồi. Ủa tôi nhớ là tôi còn nhiều redstone lắm các bạn à. Ờ à, may quá. 1, 2, 3, 4. Và 2 Larima. Đây,
Rồi, như vậy thì mình đã xong cái phần này. Bây giờ mình sẽ chế tạo trước cái lõi ở giữa nha. Cái lõi ở giữa chúng ta sẽ cần, đây, đầu tiên chế cái cục này. Và sau đó thì lượm tiền luôn cái lõi này. Boom. Wow, ôi, à quên, mình phải cần research cái mining gadget thì mới có thể sử dụng được. Wow, tính ra mấy cái này cũng khó khăn nhờ. Mining gadget của chúng ta sẽ cần cái nào đây? Theo như mình để ý thì để xem. Mining gadget, nó là một phần cái này. Đây, cái này thì research phải 6 lận thì mới có thể sử dụng cái cây súng này. Wow, trong series này có vẻ như là mình chưa đạt được bất kỳ một cái thành tựu nào luôn các bạn ơi. Thật sự là khó khăn đấy. Vậy thì bây giờ mình cứ chế tạo trước những cái foil ở đây. Rồi sau đó thì mình sẽ cất tất cả vào một cái rương nào đó để mà mình sau này có thể dùng nó chế tạo nhá. Cũng nhanh thôi. Đây, tất cả những nguyên liệu cần thiết này tôi sẽ cất ra một bằng một chỗ luôn. Sau này có cơ hội thì mới dùng được. Cuộc sống thật là khổ cực mà. Ở đây thì bây giờ thì chỉ còn một cách thôi, là chúng ta sẽ có một chuyến đi mai tiếp. Bây giờ mình sẽ tìm một cái ravine nào đó ở gần nhà và chúng ta đi mai thôi. Ở đây có một cái ravine này, nhưng mà cái này khá là quen thuộc rồi. Trên đây có vẻ được nè. Mình sẽ tiến lên khu vực phía trên để chúng ta đi mai thêm kho báu các bạn ơi. Ở cái ravine này thì nó cũng không có sâu lắm nhờ. Bây giờ có cơ hội thì tìm hiểu lại các block này. Tin o thì hình dạng thế này, cái này thì đồng đúng không? Mấy cái status này có vẻ trong cũng được đấy. Trong tập hôm nay thì mình đang muốn đi săn thêm một con rồng nào đó để chúng ta làm kiếm rồng lửa các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là chỉ đi săn rồng thì mới được có hai cái tổ trên đây thôi. Còn hướng này chưa đi nè. Bây giờ có đi tìm trước kho báu thật nhiều trước cái đã. Chúng ta sẽ đào thẳng xuống cái tầng bedrock luôn. Và viên kho báu đầu tiên rồi. Nãy giờ thì mình đào gọi là tung té cái chỗ này luôn ấy, khá là nhiều các bạn ơi. Nhưng mà mới được cái quặng đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ dùng cái gia tài ba này để mà thử vận may. Và chúng ta được khoảng 2 viên, thực ra cũng không tệ các bạn ơi. Nhưng mà nó chỉ ở mức trung bình thôi, tạm chấp nhận được thôi. Tiếp tục thì lại đi tìm thêm thôi. Chuyến này ấy, thì mình muốn đi tìm khoảng tầm 10 viên ấy thì nó mới đủ chi tiêu của mình. Và mình đã được thêm 2 viên nữa rồi. Tìm cũng hơi bị sắp mặt đấy. Ở đây là viên đầu tiên và được bao nhiêu? À, được thêm 2 cái viên đá kho báu nữa. Và bên đây chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? Và để xem coi. À, chuẩn bị nào. Và bên đây thì chỉ được 1 viên thôi. Tuy nhiên thì mình đã được khoảng 5 viên đá kho báu rồi. Trời ơi các bạn nhìn này. Để mà tìm được những viên đá kho báu này thực sự là cũng rất là cực đấy. Và có lẽ như là đây sẽ là những quặng cuối cùng của mình. Lượng tiền thôi. Một cái quặng đầu tiên là chúng ta có 5 đúng không? 8. Đây, cái này được này. Như thế này đỡ tốn công rất nhiều. Ở đây còn một cái nữa này. 12. Ui trời, được hẳn 4 luôn các bạn à. Hên dữ vậy, hình như tôi còn một viên nữa sao ấy. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. 12 và 16. 8, 12, 16. Ui có nghĩa là ba cái này cái nào mình cũng đào được khoảng 4 viên. Ôi trời ơi, người gì mà may mắn như vậy. Nhưng mà tính ra thì so với cái cường độ đào của mình thế này thì 16 viên cũng hợp lý các bạn ơi. Bởi vì nãy giờ mình đào tung hoành cái chỗ này luôn. Và có vẻ là cái ba lô thức ăn của tôi cũng gần hết luôn sao ấy. Ở đó, nó cũng còn khá là nhiều đấy. Bây giờ thì vẫn còn thời gian. Mình thì mình chưa có kích hoạt những cái này vội. Mình muốn có một chuyến đi về hướng này để mà săn thêm một con rồng nữa. Mình muốn đây, lấy những cái bình thuốc ra để lấy máu rồng và chế tạo những cái vũ khí từ máu rồng nha các bạn. Nó sẽ giúp mình có nhiều vũ khí xịn sò hơn ấy. Bây giờ thì chắc là sẽ đào thẳng rồi bay lên thôi. Mình đã có xương rồng trên tay rồi các bạn ơi. Tôi đi tìm con rồng thì tìm thấy nguyên cái hang rồng rồng năm luôn. Đấy các bạn. Mình đi ngang qua khu vực sa mạc thế này khá là rộng lớn. Thì tự nhiên mình đi tới đây thì mình gặp một cái chỗ này. Tự nhiên thấy cái ravine mà nó đang thù lùi vậy. Xuống đây thì phát hiện cái chỗ này là của rồng năm. Mình còn biết nó là con rồng gì. Hiện tại cái cung này của mình thì nó tương đối là yếu đuối ấy. Nó chỉ có power 3 thôi. Thì khả năng giết được con rồng nó sẽ không có được cao cho lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cần tiến xuống tiếp cận. Xem thử coi con rồng đó nó đang ngủ hay thức. Ghê quá. Đâu? Nó đang ngủ các bạn ơi. No. No 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 no. Thức rồi hả? Mấy con zombie này. Chọc ám chọc đi chọc con rồng vậy zombie. Ôi trời nó thức rồi. Thang rồi. Trời nhưng tự nhiên bây giờ mình hơi rén các bạn ơi.
Chết rồi, mình nghe cái tiếng của nó la thất thanh rồi. Tôi định nhìn nó bao nhiêu máu rồi tôi sẽ tính số lượng đam của tôi ra là bắn bao nhiêu mũi tên. Nhưng mà như thế này chắc là phải YOLO rồi các bạn ơi. Bắt buộc phải YOLO với nó một chiến rồi. Để coi coi. Chúng ta sẽ cần những món vũ khí nào để có thể chiến thắng được đó. Chắc chỉ cần cây cung rồi thôi. Là được rồi. Mình còn dự định chế tạo cung rồng cơ. Không ngờ là gặp con rồng này ở đây. Kìa nó kìa nó kìa. Trúng một phát rồi. Hai phát. Ba phát. Ba phát rồi các bạn ơi. Bốn phát. Năm. Ok. Sáu. Bay 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 bay. Nó thấy tôi rồi. Sáu rồi. À hả. Ui ui ui. Đừng 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 đừng. Bây giờ tôi hơi yếu. Nó ở dưới kia rồi các bạn ơi. Một hit nữa. Trời ơi, con heo này nó tưởng tấn công tôi chứ. Ok. Cố lên cố lên. Cố gắng né nó nha. Đừng có lên, đừng có lên vội. Hey, run. Cái bọn rồng trong series này nó dữ lắm các bạn ơi. Không như những con rồng khác. Mình phải chiến đấu rất là kịch liệt thì mới thắng được đó. À, chúng ta như là một cái chiến binh rồng. Sao nhìn nó dữ tợn quá vậy? À, sao mình là công trình gì to quá kìa. Phải bay thôi các bạn ơi. Dữ tợn thật sự. Ok. Ui còn nữa hả? Đừng 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 đừng. Ui cha mày ơi. Con rồng nông nó dữ quá các bạn ơi. Mình sẽ bơi chơi chiến thuật bay sát dưới đất ha. Để cho nó bị gọi là bị mình sao nhãn bớt đi. Yêu ơi, nó gần đụng tôi rồi. Căng thật các bạn ơi. Một trận chiến rất là căng thẳng. Anh bạn đi bộ lại hả? Ờ, tính ra chơi cái này được nhờ. Bay một xíu thì nó sẽ bay theo mình. Mình ở trên này gần làng. Cuối cùng thì nó cũng đã đã bị mình xử lý đó các bạn ơi. Mình lấy hay bắn nhau với nó gần 15 phút ấy. À không, chắc còn 10 phút thôi. Thì cuối cùng nó cũng đã chịu hẹo rồi. Trời ơi, rất là khó khăn luôn. Lấy máu thôi các bạn ơi. Dù gì thì mình chỉ cần máu của rồng thôi. Wow, cảm ơn con rồng này nhá. Trời ơi, nó to kìa. Wow, quá trình này rất là cực các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng đã xử lý xong rồi. Và được 9 lọ rồi, được rồi. Mình sẽ lấy những cái vảy còn lại thôi. Có trứng không nhờ? Mình rất cần trứng rồng á. Có trứng rồng. Level 47 luôn. Vậy là mình có thể up trứng rồng rồi. Ngon. Vậy chúng ta được khoảng bao nhiêu cái vảy nhờ? Ờ, hình như không có vảy nào hết. Chính là máu rồng này là thứ rất tuyệt vời rồi. Wow, một cái đầu rồng rồng bóm thì lúc nãy mình nhặt được ở sa mạc. Còn đây chính là cái đầu rồng mà mình vừa xử lý được này. Những miếng thịt rồng, trái tim rồng. Wow. Và một quả trứng rồng. Rồng này là rồng lửa các bạn ơi. Emerald là rồng lửa. Wow, tuyệt vời. Còn bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu công thức chế tạo cây kiếm rồng các bạn ơi. Chúng ta có thể có 3 cây kiếm thế này. Mình sẽ nâng lên thành cái kiếm rồng lửa thôi. Còn đây là kiếm rồng băng. Và kiếm rồng sấm thì mình chưa có thể có được. Nhưng mà tại sao kiếm rồng lửa. Ờ à, đúng rồi, kiếm rồng lửa 9.5 đam. Khá là xịn. Chúng ta sẽ cần một cái Wither. Lấy ngay và luôn. Không biết mình có đem mang theo trong người cái Wither hay không nữa. Không có thì chắc là phải về nhà lấy mới được các bạn à. Wither, where are you? Rồi có vẻ như là mình hình như là để ở nhà rồi sao ấy. Chính xác các bạn ơi, mình không có đem theo trong người. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bay về nhà thôi. Lúc nãy thì mình còn có dự định là phải vô chém nhau con rồng luôn ấy. Nhưng mà chợt mình chợt nhận ra là con rồng năm nó có rất rất nhiều sát thương. Cho nên là để nó cắn một cái có khi mình bị one hit ấy. À quên nữa, hồi nãy có thêm một mắt nhưng mà mình để cho nó sống mất rồi các bạn ơi. Nhưng mà thôi, chúng ta được một trứng rồng rồi. Bắn cung với rồng năm thì nên đấy. Còn sau này mình gặp mấy con rồng 4 hay rồng 3 ấy thì mình sẽ lại chém nhau nó luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình không sợ mấy con rồng nữa rồi. Chúng ta sẽ chế tạo những cái thứ chúng ta cần. Đây, Wither và một cái cây kiếm rồng. Sau đó nâng nó lên thành kiếm rồng lửa. Wow. Như vậy thì bây giờ mình sẽ ghép cho nó cái dòng sắc bén để mà dùng luôn đi. Còn kiếm Netherrealm này chắc là chúng ta sẽ tạm thời cất luôn. Tại vì mình sẽ không cần tới kiếm Netherrealm này nữa. Cất ở đâu thì nó sẽ kỷ niệm nhờ. Ở đây đi. Mấy cái rồng thì chúng ta sẽ lên trên tầng trên chút xíu. Đó, để xem coi chúng ta có thể làm gì được với cái này nữa không. Có thể chế ra tạo được một cái này thôi.
cái này thì chế tạo tiếp ra cái này. Dễ thói hả? Cryolic to run to bite. À, cái này là một dạng sử dụng lên rồng thôi các bạn ơi. Cũng tôi đó được. Ok, ở đây mình sẽ cất mấy cái liên quan tới mấy con rồng đi. Cả thịt của nó nữa, máu và xương của nó nữa nè. Ui, được 16 cái này. Bây giờ thì chúng ta sẽ phù phép cho nó nha. Xem coi mình còn quyển sách nào. Đây, sắc bén 3 này, sắc bén 4 này. Từ từ mới ghép nè. Ui, cái dòng Power 5 này có vẻ xịn này. Tôi sẽ để dành cho cây cung rồng. Ừ, đúng rồi, mình sẽ chế tạo một cây cung rồng luôn. À, bow, dragon bow. Thì không có cung rồng kết hợp với lại máu rồng các bạn ơi. Chỉ có cung rồng bình thường thế này thôi. 3 sợi chỉ, 1 Witherbone và 2 xương. Ok, 1 Witherbone, 2 xương, 3 sợi chỉ nữa. Và chúng ta sẽ phù phép một lượt cho các trang bị này luôn. Một cái cung rồng, ten 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 ten. Còn cái dòng vô hạn thì mình sẽ tự trao đổi sau nhé. Cũng rất là đơn giản các bạn ơi. Sắc bén 4 đó nè, vậy thì thôi để lại sắc bén 3 được rồi đấy. Death Rider, Seal Talk, sắc bén 5 luôn. Trời ơi, vậy tôi cất hai cái sắc bén 4 này đi. Cái dòng holding là không biết cho cái nào nhờ. Looting 3 này. Holding và smile thì cho kiếm. Mình cứ lấy dòng holding ra để mà từ từ dùng nhá. Knockback 2 này. Wow, xịn các bạn ơi. Tôi cảm giác là có vẻ mọi thứ đang khá là xịn. Fire aspect nữa này. Và holding 4 hả. Ok, vậy thì mình sẽ lấy một quyển này thôi là được. Rồi, tóm cái váy lại thì chúng ta chỉ có thể dùng như thế này thôi. Cây cung thì mình sẽ cố gắng enchant nó thêm rồi cho nó thêm dòng power 5 thôi là được. Bây giờ thì là chuyên mục phù phép cuối ngày. Đó, sau một chuyến đi ròng rã thì chúng ta đã có phần thưởng dành cho bản thân. Phù phép thôi. 47 kinh nghiệm thì mình hy vọng sẽ được đồ xịn. File aspect ở đây có rồi. Vậy thôi mình sẽ reset lại để kiếm cái dòng quét cạnh 3 đi. Sweeping Axe đúng không? Sweeping Axe, Smile à. Cái này thì đánh với lại zombie. Cái dòng hải thay ma này thì mình không cần cho lắm. Sắc bén 4 à. Không, ê, Sweeping Axe 3 này. Rồi, như thế này là được, chút xíu mình sẽ ghép thêm sau. Ở đây chúng ta sẽ có Unbreaking cho cây cung tương đối được. Tại vì mình dùng Infinity đấy, nên chúng ta sẽ cần Unbreaking. Rồi, như thế này là đủ rồi các bạn ơi. Không cần gì thêm nữa, xuống dưới chế tạo thôi. Ngon lành cần me nha. Ở đây thì mình sẽ ghép thêm cho cây kiếm chúng ta dòng sắc bén 5 một cái. Looting 3 một cái nữa. Và cái này là được thêm dòng Fire Aspect. Fire Aspect thôi cũng được. Ghép thêm dòng Knockback luôn không? 9 level. Rồi, như vậy là mình đã có một cái kiếm rất là xịn rồi. Có điều bây giờ chúng ta sẽ cần dòng Mending nữa. Quên nữa, mình sẽ cần thêm dòng Mending để mà có thể cho nó gọi là không bao giờ bị hư được. Mending thì mình sẽ cần một quyển sách nữa. Như thế này, mình sẽ còn đi trao đổi thêm dòng Infinity nữa, lấy hai quyển luôn. Chúng ta sẽ tiến xuống và lấy dòng Mending. Ôi, không biết là nó có cho mình nâng cấp thêm nữa không. Không được thì hơi buồn đó nha. Không biết là bao nhiêu kinh nghiệm đây. 17. 17 thì cũng được. Mình sẽ cố gắng farm thêm sau. Tại vì mình nhớ là đi vô trong kia sẽ được nhiều kinh nghiệm lắm. Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng farm thêm sau các bạn ơi. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ nâng cho cái cung này của mình lên dòng Power 5. Rồi, như vậy thì hai cái này chỉ còn thiếu một cái này là dòng sửa chữa và cái này là dòng vô hạn nữa thôi là xong. Và các bạn nhìn tập hôm nay của mình tương đối là thành công. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Và tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.